ai cũng ao ước làn da mình luôn được trắng sáng, khỏe mạnh và rạng rỡ. Thế nhưng có những nguyên nhân bất khả kháng khiến làn da xỉn màu thiếu sức sống. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến độ thẩm mỹ và khiến bạn mất tự tin. Do đó, nếu bạn vẫn bối rối không biết làm thế nào để khắc phục tình trạng này, đừng bỏ qua video dưới đây, shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ tìm ra nguyên nhân và mang đến những lời khuyên cực kỳ bổ ích và thú vị để làn da của bạn trở nên trắng sáng và dạng người hơn nhé. Hiện tượng da xỉn màu là thể hiện màu da có sẫm màu hơn màu da gốc tông màu da bị tối sạm, mất đi vẻ tươi sáng vốn có, khiến diện mạo của bạn trông nhợt nhạt, kém sắc và thiếu sức sống. Ngoài ra, làn da xỉn màu thường có lỗ chân lông khá to, thậm chí xuất hiện cả những đốm đen, vết sạm nám hay các nếp nhăn. Vậy nguyên nhân của hiện tượng này đến từ đâu? Theo dõi những nguyên nhân bên dưới cùng shop nhé. Một là do không tẩy tế bào chết thường xuyên. Mỗi ngày cơ thể đào thải hàng tỷ tế bào cũ, tích tụ trên bề mặt da, lớp sừng trên da hay còn gọi là Tế bào chết sẽ xuất hiện trong chu trình từ 21 đến 28 ngày. Hơn nữa, khi bạn đi ra ngoài, tiếp xúc với khói bụi, vi khuẩn, bã nhờn sẽ tích tụ trên da bạn mỗi ngày. Và nếu bạn không có phương pháp giải quyết nó, chúng sẽ lớp chồng lớp và khiến da bạn ngày một tối màu hơn, da sần và mụn bắt đầu xuất hiện. Ngoài ra, nếu như bạn không tẩy tế bào chết, sẽ dẫn đến việc giảm hiệu quả của các sản phẩm dưỡng da, như kem dưỡng hay sữa dưỡng thể, do dưỡng chất từ các sản phẩm này không thể thẩm thấu sâu vào da mà bị giữ lại một phần khá lớn trên bề mặt da. Do đó, dù cho bạn có sử dụng sản phẩm đắt tiền đến đâu và chăm da đều đặn, như thế nào thì các dưỡng chất ấy cũng sẽ khó mà thẩm thấu hoàn toàn vào trong da đôi nhé. Nguyên nhân thứ hai là do không chống nắng đầy đủ cho da. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến tình trạng da của bạn luôn sẫm màu, đó là khi bạn quên đi việc sử dụng kem chống nắng thường xuyên khi ra ngoài hay ở nhà đó nhé. Vì bởi, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và ô nhiễm đều là thủ phạm chính gây ra làn da xỉn màu, kém sức sống. Khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thì sẽ kích thích sự phát triển của hắc sắc tố melanin, là sắc tố bảo vệ da trước tia cực tím nhưng cũng gây sạm nám, khiến da xỉn màu. Ngoài ra, tia UVA âm thầm tác động sâu vào da, khiến da hư tổn, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Còn tia UVB thì gây tình trạng cháy nắng, sạm đen cho da. Đồng thời, các phân tử gây hại này có thể làm thay đổi DNA của bạn, kích hoạt các thay đổi sắc tố và ảnh hưởng đến việc sản xuất các hợp chất cần thiết của da như collagen và elastin. Nói cách khác, chúng thúc đẩy làn da của bạn xuất hiện các dấu hiệu lão hóa nhanh chóng hơn nhé. Nguyên nhân thứ ba là do làn da của bạn bị thiếu ẩm, mất nước. Tương tự như căng thẳng hoặc là khi bạn uống không đủ nước, sẽ làm giảm lưu lượng máu đến mặt, khiến bạn trông mệt mỏi và già nua hơn. Hơn nữa, da bị mất nước sẽ dẫn đến các tác động lâu dài như nếp nhăn. Các nếp nhăn thường xuất hiện rất nhiều ở làn da thường xuyên bị mất nước, đó là lý do tại sao uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày là rất quan trọng. Khi da không được cung cấp đủ độ ẩm hoặc bị mất nước trầm trọng, thì các tế bào da sẽ không đủ khỏe để bảo vệ da, da sẽ dễ bị tổn thương nghiêm trọng do các tác nhân xấu từ bên ngoài đặc biệt da nhờn cũng phải được dưỡng ẩm để có sức đề kháng tốt hơn uống nhiều nước sẽ giúp da trở nên căng mọng tràn đầy sức sống ngoài ra nếu bạn có làn da khô bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm hai lần một ngày để da bạn được ngậm nước và bảo vệ lớp da mỏng manh trên cùng duy trì một độ ẩm nhất định cho da nhé nguyên nhân thứ 4 là do có thói quen chăm sóc da không đúng cách như bạn đã biết làn da của chúng ta sẽ không thể khỏe mạnh hồng hào nếu như chúng ta không chăm sóc đúng cách đôi khi da bị xỉn màu sạm đen lại xuất phát từ những thói quen nhỏ nhặt nhất như lười thoa kem dưỡng, lạm dụng việc tẩy da chết, không tẩy trang và rửa mặt trước khi đi ngủ. Hơn nữa, khi sức đề kháng của da bị giảm thì các tác nhân bên ngoài như bụi bẩn hay ánh nắng mặt trời có thể dễ dàng tấn công và gây hại cho da. Ngoài ra, nếu làn da không được làm sạch sẽ gây ra tình trạng bít tắc, khiến cho bã nhờn và lớp trang điểm tích tụ lâu ngày trên da, gây ra tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông, nổi mụn và da sẽ trở nên sạm đen hơn nhé. Tất cả chúng ta đều không mong muốn sở hữu làn da bị xỉn màu. Nhưng nếu bạn thường xuyên thức dậy với làn da kém sắc, bạn đã từng tự hỏi mình có cách nào để chăm sóc da mặt bị xỉn màu hay không? Hay da bị xỉn màu phải làm sao đây? Đừng quá lo lắng vì shop giúp bạn trẻ đẹp đã đưa ra một số lời khuyên giúp da bạn trở nên trắng sáng hơn nhé. 1. Là bạn nên tẩy tế bào chết 1 đến 2 lần trên tuần. Theo các chuyên gia cho thấy, tẩy da chết thường xuyên là chìa khóa để có một làn da sáng hơn đồng thời khi tẩy da chết thường xuyên có thể loại bỏ và ngăn ngừa tế bào da chết tích tụ trên các lớp ngoài bề mặt da nhé theo thời gian tẩy tế bào chết có khả năng làm mịn da và sáng bóng làn da đồng thời giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và làm điều màu da bạn nên bắt đầu tẩy tế bào chết hai lần tuần và tăng giảm tần suất phù hợp với làn da của mình sau khi tẩy tế bào chết hãy thoa kem dưỡng ẩm ngay để khóa ẩm và bảo vệ các tế bào da mới lộ ra ngoài bên cạnh đó sóp giúp bạn trẻ đẹp cũng muốn giới thiệu cho chị em một số dòng tẩy tế bào chết có giá thành rẻ nhưng vô cùng chất lượng mà shop mình cũng có bán như là gieo tẩy da chết proset màu hồng và xanh của Nhật Bản, tế bào chết Huxley của Hàn Quốc và tẩy tế bào chết Symbol. Đây cũng là một số sản phẩm được chị em ưa chuộng và tìm kiếm nhiều nhất nhé. Bạn cũng có thể lên trang của shop giúp bạn trẻ đẹp để tìm hiểu thêm nhiều sản phẩm tẩy tế bào chết phù hợp với da của mình nhé. Hai là bạn nên chống nắng cho da thường xuyên. Hoa kem chống nắng trước khi ra ngoài là bước chăm sóc da cực kỳ quan trọng, điều này giúp ngăn cản sự tấn công của tia UV gây sạm da. Theo khuyến nghị của các chuyên gia da liễu, kem chống nắng đủ tiêu chuẩn bảo vệ phải có các chỉ số chống nắng tối thiểu là SPF30+ trở lên, PA3+ và có độ quang phổ rộng. Bên cạnh kem chống nắng, bạn cũng nên che chắn, bảo vệ da bằng áo chống nắng, đội mũ rộng vành trước khi đi ra ngoài trời nắng gắt để tránh bị bỏng nắng. Ngoài ra, bạn nên hạn chế ra đường vào buổi trưa hay những khung giờ cao điểm nắng nóng ăn uống bổ sung đủ nước và các vitamin cần thiết cho da để tăng sức đề kháng và chống lại tác động tiêu cực từ môi trường nhé. Và nếu như bạn chưa tìm được dòng kem chống nắng nào phù hợp, thì bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán nhiều dòng sản phẩm kem chống nắng được sử dụng rộng rãi cho từng loại da như là kem chống nắng Dimezine của Hàn Quốc, kem chống nắng Nano White Thái Lan, kem chống nắng Init Free màu xanh, kem chống nắng phục hồi Hydro B5 Sun Cream và nhiều dòng khác bạn có thể tìm kiếm lên trang của shop nhé. Ba là bạn cũng nên cung cấp đủ nước và dưỡng ẩm cho da để khắc phục tình trạng da xỉn màu thiếu sức sống thì bạn cần uống đủ nước mỗi ngày kết hợp với thói quen dưỡng ẩm da đúng cách sau khi làm sạch da bạn cần dùng tông nờ serum kem dưỡng ẩm kem dưỡng trắng để làm mờ những vùng da không điều màu nuôi dưỡng da thêm khỏe mạnh mềm mại và trắng sáng hơn nữa dưỡng ẩm hai lần một ngày với sản phẩm phù hợp có thể giúp duy trì sức khỏe làn da của bạn và điều trị các loại viêm da nhé cụ thể hơn thường xuyên sử dụng kem dưỡng ẩm trên da mặt có thể đem lại một số lợi ích như sau đó là kem dưỡng ẩm có thể tái tạo và bảo vệ hàng rào của da sẽ có chứa thành phần ceramide. Đồng thời với các hoạt chất như axit hyaluronic và glycerin, có trong kem dưỡng ẩm sẽ giúp hút nước vào lớp biểu bì giúp da căng mọng hơn. Các hoạt chất như dimethicone và petrolatum có công dụng ngăn ngừa da mất đi độ ẩm cần thiết nữa nhé. Trong video bên trên, Shop giúp bạn trẻ đẹp đã đưa ra các nguyên nhân cũng như cách khắc phục tình trạng da xỉn màu thiếu sức sống để giúp gương mặt bạn trắng sáng, rạng rỡ hơn. Ngoài việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp, thì các bạn gái cũng nên xây dựng và duy trì những thói quen tốt như uống thật nhiều nước, có chế độ ăn uống lành mạnh với rau củ quả tươi và đặc biệt là ngủ đúng giờ, đủ giấc. Từ những bước trên và xây dựng lối sống lành mạnh sẽ giúp bạn có một làn da dạng rời và tươi trẻ hơn so với tuổi thật của bạn đấy nhé. Hãy cùng theo dõi shop giúp bạn trẻ đẹp để biết thêm nhiều mẹo giúp bạn trở nên tươi trẻ và dạng người hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp, dưỡng da chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.